kia som sådan. Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Tải Online. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục các video về cuộc hành trình của mình tại Quy Nhơn Bình Định với anh Lại. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở kho của công ty cám CB tại khu công nghiệp Nhân Hòa, bốc cám để chuẩn bị đi Đà Nẵng. Thì bọn mình đã có mặt ở đây từ khá là sớm, là khoảng 8 giờ sáng để chờ tới lượt được bốc hàng. Và bây giờ là 2 giờ chiều rồi và xe của anh Lại thì vẫn chưa bốc xong. Trời lúc này rất là nắng và nóng, xe của anh Lại thì mới chỉ chấp được khoảng một nửa xe thôi. Và theo mình đoán theo tiến độ này chắc khoảng 1 đến 2 tiếng nữa thì mới xong, mới có thể làm thủ tục và khởi hành để đi Đà Nẵng được. Và hàng hóa anh Lại chở hôm nay chính xác đó chính là cám. Rất là nhiều loại cám, có theo Lại chia sẻ đó là tới 12, gần 10, hơn 10 loại cám trên một chuyến hàng này. Các bạn thấy cám rất là nhiều. Thì tại đây thì việc bốc cám nó cũng diễn ra cũng khá là nhanh, do nó có cái băng chuyền này nên đỡ rất là nhiều công sức và thời gian để khiêng từng bộ cám lên xe. Thì với tốc độ này thì chắc cũng sắp là sớm thôi. Và thì việc bốc hàng tới hiện tại thì cũng sắp xong rồi. Thì bây giờ anh Lại tiến hành là kéo bạc và cho xe di chuyển tới để bốc nốt cái phần phía sau luôn, cho đầy xe. Và cuối cùng bây giờ thì cám cũng đã được bốc xong và Lại đang tiến hành đi cột các bạc và kiểm tra xung quanh xe để chuẩn bị cho một chuyến hành trình thuận lợi và an toàn nhất.
Rồi thì lúc anh lại bốc hàng xong và chuẩn bị ra cân xe để tiến hành đi ra Đà Nẵng thì gặp một trục trặc, thì anh lại phải quay xe trở lại để bốc nốt những bao còn thiếu, do số trục trặc nên lại thiếu khoảng hơn 10 bao nên lại phải cho quay xe quay trở lại và tiếp tục bốc tiếp. Việc quay lại để bốc nốt cái phần hàng bị thiếu làm cho anh lại tốn khá là nhiều thời gian, và hiện tại bây giờ khoảng 4 giờ chiều rồi. Thì theo dự định của anh lại thì sẽ đi thẳng tới Đà Nẵng luôn, nhưng mà do sự việc trục trặc đó thì lại phải thay đổi lại lộ trình một tí, và hiện tại bây giờ thì mình đang quay về lại Bồn Sơn để chuẩn bị ăn tối và tiếp tục cày xuyên đêm. Thì hiện tại bây giờ thì cũng khoảng 4-5 giờ chiều rồi nên nắng cũng bớt gắt hơn so với buổi trưa, nên cũng khá là dễ chịu. Cảnh vật thì vẫn rất đẹp như là lúc mà buổi sáng mình đi. Và lúc này thì bây giờ thì anh lại tiếp tục bị gặp chuyện xui, là bị cái anh ấy bắt lại và yêu cầu kiểm tra, thì làm việc hết gần 1 tiếng đồng hồ thì làm cho cái chuyến hàng này của anh lại đã trễ rồi, thì bây giờ còn trễ thêm nữa, làm anh lại phải tốn khá thời gian, và lại chuyến hàng thì đêm nay là phải chạy xuyên đêm.